con trai Thẩm Thúy Hằng tiết lộ lý do bà không ra nước ngoài sống cùng con cháu. Sáng ngày 10 tháng 9, tang lễ minh tinh Thẩm Thúy Hằng diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh. Là đại diện ban tổ chức tang lễ, nghệ sĩ Kim Cương và bà Dương Cẩm Thúy, chủ tịch Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh có mặt từ sớm cùng gia đình nghệ sĩ quá cố. Cả bốn người con trai của Thẩm Thúy Hằng đang định cư ở nước ngoài đều về đủ. Minh tinh Thẩm Thúy Hằng và người chồng thứ hai là Nguyễn Xuân Oánh có bốn con trai. Con cả là Nguyễn Thành Vũ hiện sống ở Australia. Con thứ hai là Nguyễn Xuân Dũng sống ở Mỹ hơn 20 năm nay. Hai người con út là anh em sinh đôi Nguyễn Xuân Ái Quốc sống ở Australia và Nguyễn Xuân Quốc Việt sống ở Mỹ. Anh Quốc, con trai út của nữ minh tinh, chia sẻ. Trong đêm bà qua đời mùng 6 tháng 9, gia đình anh vẫn còn kết nối cuộc gọi video để nói chuyện với bà. Sau khi biết tin mẹ mất, cả gia đình anh nhanh chóng đặt vé để về lo hậu sự. Trong những tháng cuối đời, nữ nghệ sĩ sống lặng lẽ hơn nhưng vẫn gọi cho con cháu. Bà có sức khỏe tốt, chỉ yếu đi vì tuổi già chứ không mắc bệnh gì. Anh Quốc nói gia đình cảm thấy an lòng khi mẹ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Anh Quốc phủ nhận thông tin mẹ mình sống cô độc những ngày cuối đời vì bà luôn có các cháu chăm sóc, coi như con trong nhà suốt mấy chục năm qua. Dù các con sống xa nhà, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên thay phiên nhau về thăm mẹ liên tục. Tháng 6 vừa qua, tôi và các anh cũng đưa gia đình về thăm mẹ vài tháng, anh nói. Kể về những tháng ngày sống kín tiếng của mẹ, anh Quốc nói từ khi rời sân khấu, Thẩm Thúy Hằng chỉ tập trung cho công tác thiện nguyện nên ít có cơ hội gặp gỡ mọi người. Đó cũng chính là lý do bà nhất quyết không theo các con sang nước ngoài sinh sống. Mẹ nói muốn cống hiến và làm từ thiện tại Việt Nam, đóng góp công sức của mình những năm tháng cuối cùng cho quê hương. Vì Việt Nam chính là nơi đã cho mẹ danh tiếng lẫy lừng. Bởi vậy nên chúng tôi không thể thuyết phục mẹ sang nước ngoài sống cùng, con trai út Thẩm Thúy Hằng bộc bạch. Trong mắt các con, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng là người luôn lo nghĩ, quan tâm đến người khác. Bà tự hào vì thành công của cả bốn người con trai. Cả bốn người đều theo nghề của ba, ông Nguyễn Xuân Oánh và có sự nghiệp thành công. Vợ chồng nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng ủng hộ các con đi ra nước ngoài lập nghiệp, tất cả đều được học ở nước ngoài từ nhỏ. Với mọi người, mẹ là một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng với chúng tôi, bà vẫn là một người mẹ bình thường, không hề có sự khác biệt. Chúng tôi không ai theo nghệ thuật, nhưng đó chính là nguyện vọng của bà mẹ vì muốn các con phát triển bản thân. Ba mẹ không muốn áp đặt các con phải theo sở thích của mình, anh nói thêm. Trước đây, có nhiều nguồn thông tin nói minh tinh Thẩm Thúy Hằng có một người con gái thất lạc, bị bỏ rơi từ nhỏ. Tuy nhiên, anh Quốc khẳng định ba chỉ có bốn người con trai. Tôi đại diện gia đình khẳng định Thẩm Thúy Hằng chỉ có bốn người con trai, ngoài ra không còn thêm ai khác. Cuộc đời nhiều hào quang và đau khổ của Thẩm Thúy Hằng. Thẩm Thúy Hằng sở hữu gương mặt đẹp kinh điển với đôi môi căng mọng, đôi mắt to sâu thẳm ngọt ngào, cặp lông mày đậm quyến rũ và đường cong cơ thể nóng bỏng. Vẻ quyến rũ của minh tinh trong trang phục áo tắm khiến người ta phải ví bà như Marilyn Monroe của Việt Nam. Từng là ngôi sao màn bạc được biết đến không chỉ ở Việt Nam, cuộc sống của Thẩm Thúy Hằng từng ngập trong hào quang của sự nổi tiếng, nhưng cuộc đời bà không ngập trong hạnh phúc viên mãn. Cát xê một ký vàng mỗi phim. Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940 tại Hải Phòng, lớn lên ở An Giang. Năm 16 tuổi, bà giấu gia đình tham gia cuộc thi tuyển diễn viên của hãng phim Mỹ Vân và vượt qua hơn 2.000 thí sinh để giành giải nhất. Ông bà chủ hãng phim đặt cho bà nghệ danh Thẩm Thúy Hằng. Ngay trong tác phẩm điện ảnh đầu tay mang tên Người đẹp Bình Dương ra mắt công chúng năm 1958, Thẩm Thúy Hằng đã vụt sáng thành ngôi sao. Từ đó cho đến thập niên 1970, bà giữ vị trí minh tinh hàng đầu trong làng giải trí phía Nam, được người hâm mộ cuồng nhiệt bởi có cả tài lẫn sắc. Bà đóng ít nhất 60 phim và hầu như phim nào cũng thành công. Nữ minh tinh cũng sở hữu mức cát xê cao nhất khi ấy, tương đương 1 ký vàng cho mỗi phim. Đến nay, hiếm có nữ diễn viên nào đạt tới mức cát xê này. Năm 1969, Thẩm Thúy Hằng đứng ra thành lập hãng phim riêng mang chính tên của bà, tiền thân của Vili Film sau này. Bà còn từng sánh ngang với nhiều diễn viên nước ngoài thời điểm đó. Không chỉ lừng lẫy trên màn bạc, con người đa tài Thẩm Thúy Hằng còn tham gia lĩnh vực sân khấu, đóng kịch và cải lương. Năm 1982, bà được phong tặng nữ diễn viên khả ái nhất tại Đại hội Điện ảnh Moscow và Tashkent Liên Xô.
vượt qua nhiều nữ diễn viên xinh đẹp đến từ Đông Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ. Một thời gian dài, Thẩm Thúy Hằng là gương mặt được ưa chuộng hàng đầu trên các tờ báo xuân. Đầu thập niên 1970 đánh dấu giai đoạn đỉnh cao của minh tinh. Năm 1972-1974, bà liên tục được trao giải trong một số liên hoan phim châu Á. Cuộc sống cô độc, gương mặt biến dạng khi về già. Trong công việc, Thẩm Thúy Hằng được các hãng phim săn đón, còn ngoài đời, bà khiến trái tim của bao nhiêu đàn ông điên đảo, đắm say. Mặc dù vậy, chuyện hôn nhân của bà không suôn sẻ. Năm 19 tuổi, minh tinh phải lấy chồng theo sự dàn xếp của gia đình dù không có tình yêu. Cuộc hôn nhân này nhanh chóng tan vỡ sau 5 năm. Năm 1970, Thẩm Thúy Hằng lên xe hoa lần thứ hai với một người đàn ông có vị trí trong xã hội. Họ có với nhau 4 người con. Đây là cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng ông đã qua đời cách đây 19 năm, để lại khoảng trống lớn trong cuộc đời bà, mình bà lẻ loi. Đây cũng là thời gian bà gặp sự cố về phẫu thuật thẩm mỹ, khiến khuôn mặt tuyệt mỹ biến dạng. Người đẹp Bình Dương từng chia sẻ, "Tôi không còn nghĩ đến quá khứ nữa, tôi đã mang tất cả hình ảnh của ngày xưa ra đốt hết, bây giờ tôi không còn tấm ảnh nào. Trong nhà tôi cũng không để gương, cuộc đời là cõi tạm ma. Thân thể rồi cũng tàn biến, vật chất khi mình chết cũng không mang theo được." Ở tuổi xế chiều, Thẩm Thúy Hằng tù tại gia, nghiên cứu thiền học, tông nhà riêng ở khu Thanh Đa, quận Quỳnh Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước những thắc mắc của khán giả, bà cũng chỉ im lặng, tìm niềm vui trong sự bình yên. Minh tinh một thời hướng về Phật Pháp, ăn chay và chuyên tâm tụng kinh, làm việc thiện, nhưng rất ít giao lưu mà suốt ngày ở trong nhà, đóng kín cửa. Chỉ có đôi khi bạn bè đến thăm, bà mới ra tiếp đón và cùng họ ôn lại chuyện xưa. Tiễn biệt minh tinh Thẩm Thúy Hằng đến huy hoàng đi thanh thản. Tang lễ Thẩm Thúy Hằng 1940-2002 tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh hôm qua mùng 10 tháng 9 chứng kiến sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt đến tiễn đưa minh tinh nổi tiếng bậc nhất của điện ảnh miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Cùng thời với bà có Kim Cương, Mộng Tuyền, lứa sau có Thành Lộc, Kim Xuân, Tú Trinh, sau nữa có Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Trịnh Kim Chi, Hạnh Thúy. Dọc theo thảm đỏ dẫn vào nơi đặt linh cữu, gia đình đặt 15 khung ảnh lớn với những bức ảnh là vai diễn của Thẩm Thúy Hằng trong các bộ phim và kịch nổi tiếng, Người đẹp Bình Dương, Ngưu lang chức nữ, Chân trời tím, Nàng, Người mẹ già, Suối tình, Đôi mắt bằng sứ. Những bức ảnh tái hiện một tuổi trẻ huy hoàng của minh tinh bàn bạc, nhưng không chỉ nhan sắc hay tài năng, điều để lại ấn tượng trong lòng các nghệ sĩ còn là cách sống của Thẩm Thúy Hằng. Còn xin mãi ngưỡng mộ cô về tài năng và mọi điều, cách cô đến và đi với cuộc đời, nghệ sĩ Hạnh Thúy viết trong sổ tang và tự gọi mình là người ngưỡng mộ Thẩm Thúy Hằng. Nghệ sĩ Kim Cương đến thật sớm, không chỉ vì là thành viên ban tổ chức tang lễ, mà còn vì bà là người chị thân quý, người đồng nghiệp gắn bó với Thẩm Thúy Hằng. Mấy hôm nay, điều khiến tôi cảm thấy yên tâm nhất là cuối đời Hằng sống thanh thản hơn tôi. Hằng ra đi thanh thản, vì Hằng không cần danh tiếng, không cần tiền bạc, chuyên tâm giúp đời và mình tự giúp mình bằng cách tụng kinh niệm Phật ăn chay, bà chia sẻ. Trong những năm qua, Thẩm Thúy Hằng ở ẩn, không ai có thông tin hay hình ảnh mới về bà. Nói về điều này, nghệ sĩ Kim Cương cho đây là một điều lành. Hằng hơn tôi ở chỗ là Hằng không còn dính dáng gì với cuộc đời bên ngoài nữa. Ai khen chê gì cũng coi là cái nghiệp mà kệ thôi, chứ không để trong lòng mà tức tối. Hằng yên tâm tu tập. Tang lễ Thẩm Thúy Hằng cũng là dịp hiếm hoi nghệ sĩ Mộng Tuyền, hoa khôi cải lương Sài Gòn một thời xuất hiện trở lại. Khóc trước linh cữu của người chị, Mộng Tuyền nói Thẩm Thúy Hằng là người bà ngưỡng mộ cả về tài sắc lẫn đức độ. Bà vẫn hay gọi điện để hỏi thăm đời sống sức khỏe của Thẩm Thúy Hằng. Qua lời nói và âm điệu, bà cảm thấy người chị sống vui vẻ. Thành Lộc cũng nhớ mãi sự dung dị của Thẩm Thúy Hằng. Điều đó khó tìm ở những người phụ nữ vừa đẹp vừa có một sự nghiệp huy hoàng. Chị Hằng là người vui tính. Tôi nghĩ khó có nghệ sĩ nào không thích chị Hằng. Tâm tính chị rất hiền lành, dễ thương. Một người nhìn có nhan sắc như vậy, thường người ta thường nghĩ tính cách sẽ kiêu kỳ lắm. Nhưng không, ở gần chị tôi thấy chị bình dân vô cùng. Có lẽ vì vậy mà hậu bối chúng tôi tiếc thương vô cùng một người nghệ sĩ lấy lừng và dung dị như vậy, anh nói. Sáng ngày 12 tháng 9, linh cữu của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng sẽ được hỏa táng tại Phúc An Viên, Thủ Đức.